nhất cái răng á, răng cái nhất là nhất cái răng. Hello, xin chào cả nhà. Giá trước luôn, đẹp ken spen luôn, 2018 luôn nha. Quá đẹp cho một cuộc tình. Bài ngang là 24. Bài dọc là 39, có 29, 28. Tính thằng vàng rồi đó ha. Cao là 06 là 7 gì đó ha. Là 7 đi. Ngoại hình là cực kỳ đẹp, máy móc là cam kết nguyên zin 100%. Không có chấm hàng, chấm chì, sửa chữa gì trong đây chứ nha. Có cho luôn cái bếp. Quá trời đẹp luôn cái bếp, 2018 luôn ha. Xuất Nhật nè, 2018 luôn. Đẹp giống như chưa xài hay sao nè, có bụi chút xíu à. Cái này ha, nó đặc biệt là nó có cái hàng khiếm thị cho những người khiếm thị nữa nè. Khách thấy nó hay không? Người ta thiết kế hay không? Quá đẹp một cuộc tình nha. Giá 500 ngàn này là chưa bao gồm dây nguồn nha quý khách cô chú anh chị em. Lưu ý giùm em ha. Tại dây nguồn số 15 này nó mắc lắm, tới 150 ngàn lần. Em không thể nào kèm theo được. Em bán cái bếp không là giá 500 ngàn. Một số khách nó không có dây làm sao xài. Dạ có hai cách. Một là mua dây nguồn 150 ngàn. Hai là lấy dây nồi cơm á. Em sẽ chế dây nồi cơm vô. Lấy dây đã nấu bình thường. Nhưng mà nó không rút ra rút vô được gì thôi. Không phải dây ghim của nó thôi. Là xài được bình thường ha. Nè chui là chui 15 nè. Bởi em bán vậy nó mới đội được giá lên. Chứ giờ giá kia nó mắc quá, khó xài ha. Rồi ok, giờ tới phần test ha. Hiện giờ nó không có điện nè, em cấp điện cho nó nè. Khách thấy không, tiết là có điện rồi ha. Nó có hai hàng, hai chức năng. Cái nồi nào nó nhặn nó sẽ nhặn nha. Chẳng hạn như bấm bên trái trước đi. Rồi em bắt hết lốc nè. Nước là ok ha, nè không có nóng nha. Đó. Đó, không sôi luôn à. Nấu cho quý khách xem. Nấu maximum luôn một tiếng đồng hồ con ký điện à. Ăn cái lẩu đồ là vô tư. Nhất là mấy anh nó mua cho mấy chị. Trời ơi mấy chị phái lắm. Đó chưa cho quý khách thấy nó bốc khói không. Cam kết là rẻ hơn tiền ga rất là nhiều nha. Giờ mình tắt nè. À, giờ mình bấm hàng phía phải nè. Đó số 3 phải không? Bắt số 5 luôn. Đó. Một tiếng đồng hồ có 2.500 tiền điện à. Làm gì bếp ga mà đun liên tục được một tiếng đồng hồ 2.500 tiền ga. Đơn giản vậy thôi. Nhiều khi anh chị trợ qua đưa đồng hồ nó quay quá. Đừng có lo. Cái nhà sản xuất người ta đã siêu tiết kiệm rồi. Mình cứ xài thôi. Đó, sôi ổn ổn nha. Đó. Quá good nha, quý khách cô chú chèo. Ok, ok. Rồi, với tỷ mình nấu sôi, mình tắt, mình giảm lại. Rồi, ok, vậy thôi, có chi chi đâu. Tắt luôn. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Ồ, nó ra hơi nước luôn ta. Rồi ok nha, quý khách cô chú chị em nào có nhu cầu mua dụng xài, biếu tặng, con này quá đẹp, biếu tặng được nha. Liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Dạ em xin cảm ơn và chào tạm biệt.